Chào mừng các bạn đến với Tech Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ hòa lưới năng lượng mặt trời 2 kW, giá cực rẻ đang được bán. Đây là bộ hòa lưới năng lượng mặt trời Celery với công suất 2 kW. Điện áp đầu vào tối đa của cái bộ hòa lưới này là 600V DC với một cái giải điện hoạt động tương đối rộng, rất rộng. Với giải điện áp là từ 70V DC cho tới 600V DC thì các bạn có thể thoải mái nâng cấp hệ thống pin của mình. Hoặc khi lắp đặt sẽ không phải băn khoăn hoặc tính toán xem là mình phải sử dụng những tấm pin như thế nào, có điện áp như thế nào hay kết nối chúng như thế nào, mà các bạn có thể dễ dàng kết nối nối tiếp tất cả những tấm pin lại với nhau để cho ra điện áp tối đa 600V DC cấp cho bộ hòa lưới này. Với một cái thiết kế nhôm nguyên khối, chống được bụi, chống côn trùng, bảo vệ tốt hơn cho thiết bị. Với thiết kế nhôm nguyên khối thì tản nhiệt cho hệ thống, cho bộ hòa lưới này cũng sẽ tốt hơn. Và cái bộ hòa lưới năng lượng mặt trời này sẽ được bảo hành 5 năm.